Hai hội đồng đội thành phố Cần Thơ phối hợp cùng công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận BNG chi nhánh miền Tây đã trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học mới. Tại hai điểm trường là tiểu học Mỹ Khánh 1, huyện Phong Điền, trường tiểu học Lê Bình 2, quận Cái Răng, 10 em học sinh đã được trao học bổng mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Theo kế hoạch, hội đồng đội thành phố Cần Thơ và công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận BNG chi nhánh miền Tây sẽ tiếp tục trao 15 suất học bổng còn lại cho các em có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Trung thu sắp tới. Tổng giá trị cho hai đợt trao là 50 triệu đồng.